Thanh Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới 24 giờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Việt Nam gây chấn động thế giới khi mà chế tạo thành công tên lửa đạn đạo hủy diệt khiến Trung Quốc phải sợ tái mặt. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của kênh Tin Tức Mới. Nền quốc phòng an ninh của nước ta dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc đã có những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử, nền quốc phòng an ninh đã thực hiện nhiệm vụ cách mạng to lớn cho dân tộc, đã thắng lợi trong công cuộc đánh đuổi quân xâm lược, góp phần giữ vững nền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nền quốc phòng an ninh có vai trò to lớn trong việc giữ vững ổn định nền chính trị, phòng chống các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Việt Nam chúng ta trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, cũng đã bước đầu có những nghiên cứu về các loại vũ khí và đạt được những thành công đáng kể. Chúng ta đã có thể tự phát triển và sản xuất hàng loạt súng bộ binh mới, cải tiến một số trang thiết bị hạng nặng như xe tăng, pháo và tàu chiến. Nổi bật trong đó chính là nghiên cứu thành công tên lửa đạn đạo Skunk. Vậy thì thực hư chuyện này là như thế nào? Sức mạnh của tên lửa Việt Nam sản xuất đã đến mức như thế nào? Thì xin mời các bạn khán giả hãy cùng với Tin Tức Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Hiện nay cùng với kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, ngoại giao, sức mạnh quân sự, ngoài việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, còn là một tiêu chí quan trọng xác lập vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Một số nước lớn phát triển sức mạnh quân sự, nhất là vũ khí hạt nhân, tạo ưu thế tuyệt đối nhằm bảo vệ vị thế siêu cường và tranh giành lợi ích chiến lược răn đe đánh đòn phủ đầu. Sẵn sàng sử dụng sức mạnh khuất phục, chiếm đoạt lãnh thổ, tài nguyên nước khác phải tuân theo sự dẫn dắt áp đặt của mình. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã thúc đẩy các cường quốc Mỹ, Nga, Pháp chế tạo những tên lửa đạn đạo mạnh với tầm bắn xa, khả năng phá hủy trên quy mô lớn, độ chính xác cao và những cải tiến hiện đại. Đầu tiên phải kể đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-30 Minuteman là một phần trong lực lượng phòng thủ chiến lược của Mỹ. Loạt vũ khí này có khả năng phản ứng nhanh, độ chính xác cao và khả năng nhắm bắn mục tiêu ở khoảng cách xa. Tên lửa Minuteman có tầm bắn gần 10.000 km và tốc độ xấp xỉ khoảng 24.000 km/h. Ngoài ra còn có những vũ khí có sức mạnh khủng khiếp khác phải kể đến như M51 là một tên lửa đạn đạo được triển khai từ tàu ngầm của Pháp, R-29 RMU-2.1 Laner là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Nga, được phát triển từ phiên bản R-29 RMU-2 Sineva trước đó. Cuối cùng là RS-24 là một tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga, thuộc hàng những tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại vũ khí này có tầm bắn là 12.000 km và được thiết kế để tấn công các mục tiêu một cách chính xác, cũng như khó có thể bị theo dấu hay là đánh chặn. Những tên lửa này mà bắn vào đất nước hình chữ S thì thật khủng khiếp phải không các bạn? Trong lúc mà các cường quốc ra sức phô trương sức mạnh quân sự thì các bạn khán giả thắc mắc rằng Đảng và nhà nước ta đã có những đường lối bước phát triển như thế nào về quân sự để thể hiện uy thế bảo vệ chủ quyền đất nước. Mới nhất, Việt Nam lần đầu tiên công khai tên lửa đạn đạo Skunk mạnh nhất Đông Nam Á. Nếu như bạn là người đam mê về vũ khí thì chắc hẳn các bạn sẽ không còn xa lạ gì với loại tên lửa đặc biệt này đúng không ạ? Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo của Việt Nam đã được công khai và ra mắt công chúng. Dù được phát triển từ cuối những năm 70, tuy nhiên thì Skunk vẫn là một trong những mẫu tên lửa đạn đạo chiến thuật phổ biến nhất thế giới hiện nay, nhất là vai trò này, đặc biệt của nó trong binh chủng pháo binh Việt Nam. Hiện tại thì toàn bộ số tên lửa Skunk của Việt Nam đều được sự quản lý của Lữ đoàn 490, binh chủng pháo binh. Tên lửa đạn đạo Skunk nằm trong biên chế của Việt Nam là loại Kun-B, mang tên mã là R-17 do Liên Xô sản xuất. Đây là phiên bản được sử dụng để xuất khẩu là chủ yếu và theo ước tính có tổng cộng 7.000 tổ hợp Skunk loại này được chế tạo. Tính đến thời điểm hiện tại thì có tổng cộng 32 nước trên thế giới đang sử dụng loại tên lửa Skunk B, trong đó có cả Việt Nam.
Ngoài ra thì còn có 4 nước khác trên thế giới hiện nay vẫn đang nắm giữ công nghệ sản xuất loại tên lửa này. Được chuyển giao từ thời Liên Xô, tên lửa Skolmej lần đầu được phóng từ năm 1961 và được đưa vào biên chế sử dụng từ năm 1964 tới nay. Kể từ đó tới nay thì dù đã trải qua hơn nửa thế kỷ, thế nhưng Skolmej vẫn là thứ vũ khí đáng gờm ở nhiều quốc gia, là phiên bản cải tiến của R-11. Skolmej AR-17 có khả năng mang các loại đầu đạn bao gồm cả đầu đạn hạt nhân, đầu đạn hóa học, đầu đạn thường và đầu đạn nổ mảnh. Ban đầu thì các tên lửa Skolmej được đặt trên xe pháo, xe kéo bánh xích là 2P19, giống với phiên bản Skolmej. Tuy nhiên sau đó phiên bản xe bánh lốp loại MAZ-543 đã được thay thế để có hiệu năng cơ động tốt hơn so với phiên bản bánh xích. Tên lửa Skolmej dài 11,25m và có đường kính là 0,88m. Loại tên lửa này có thể có tầm bắn tối đa lên tới 300km. Tốc độ tối đa của Skolmej có thể đạt lên tới là Mach 5, tương đương với khoảng 1,7km/giây. Do có tốc độ quá cao và độ chính xác của tên lửa Skolmej chỉ đạt ở mức trung bình, chứ phiên bản hiện đại nhất đó là Skolmej sử dụng dẫn đường với thiết bị dẫn hướng đầu cuối DSMAC. Tất cả các phiên bản còn lại của Skolmej đều chỉ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính nên có độ chính xác không cao. Phiên bản Skolmej của Việt Nam có độ lệnh mục tiêu tối đa là 450m trong điều kiện thử nghiệm. Tuy nhiên với khả năng mang theo đầu đạn nhiệt hạch có sức nổ từ 5 cho tới 80 kiloton thì độ lệch mục tiêu khoảng 400m là hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Có do sức nổ của đầu đạn cỡ này là quá lớn. Theo thông tin được tìm thấy trong báo cáo số lượng tên lửa đạn đạo khắp thế giới được công bố vào ngày 27 tháng 6 năm 2015 thì Việt Nam hiện có 24 tổ hợp tên lửa loại này, kèm theo đó là một lượng lớn tên lửa dự trữ do Liên Xô chuyển giao cho ta. Trên cơ sở phóng sự của truyền hình quốc phòng Việt Nam về dự án phát triển tên lửa Made in Việt Nam, thì trang tin quân sự tiếng Nga vừa có bài bình luận về những bước tiến mới của công nghiệp quốc phòng nước ta và đánh giá việc Việt Nam chế tạo thành công nhiều loại tên lửa bằng nguồn lực trong nước và để sớm gia nhập câu lạc bộ tên lửa thế giới. Theo đó, bất kỳ quốc gia nào tiềm lực tài chính đủ mạnh và ít bị tác động bởi các yếu tố chính trị thì đều có thể dễ dàng mua sắm một số loại tên lửa có sẵn trên thị trường thế giới, từ tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm, thậm chí cho tới cả tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, để sở hữu công nghệ chế tạo và sản xuất ra tên lửa lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Không phải cứ quốc gia lắm của nhiều tiền nào cũng có thể nắm được. Hiện nay thì bí quyết công nghệ tạo nên tên lửa đỉnh cao chỉ có một quốc gia sở hữu được mà thôi. Có thể kể đến như là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia phát triển khác. Tuy nhiên thì những công nghệ hàng đầu như vậy thường sẽ được các quốc gia sở tại giữ bí mật tuyệt đối, rất hiếm khi chia sẻ, trừ khi có những thỏa thuận đặc biệt. Thế nhưng thật ngạc nhiên, Việt Nam cũng đang có những bước tiến thần kỳ để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc bằng chính nỗ lực của mình. Theo đó thì một nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ thuộc Hiệp hội Vũ trụ Việt Nam cùng với Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã bắt tay vào nghiên cứu dự án VT-TLD-14-15. Mục đích của dự án là phát triển tên lửa đẩy Made in Việt Nam. Hiện thì giai đoạn phóng thử đã được tiến hành với mẫu tên lửa 3 tầng mang tên TV-01, độ cao phóng thử đạt tới 4.000m và sẽ còn tiến cao hơn nữa. Tham vọng của dự án là thiết kế và chế tạo thành công một dòng tên lửa đẩy để phóng vệ tinh cỡ nhỏ vào quỹ đạo địa tĩnh của trái đất, phục vụ mục đích thông tin liên lạc. Tuy nhiên, giống như bất kỳ quốc gia nào khác, việc ứng dụng thành công tên lửa trong lĩnh vực quân sự, dân sự có thể ứng dụng sang lĩnh vực quân sự và ngược lại Việt Nam cũng vậy. Phiên bản tên lửa mang tên TV-02, điều đó cho phép chúng ta có thể nói Việt Nam đang trên đà gia nhập câu lạc bộ tên lửa, nơi hội tụ các quốc gia tự chế tạo được vũ khí tên lửa. Công nghệ vũ khí là một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam, tuy nhiên với sự quyết tâm của các nhà khoa học tới từ nhiều đơn vị cả trong và ngoài quân đội thì chúng ta đã có những thành tựu bước đầu đáng khích lệ. Trong tương lai sẽ có thêm nhiều mẫu tên lửa Made in Việt Nam hiện đại được sử dụng trên thực tế. Trên cơ sở những tên lửa mẫu thử nghiệm như hiện tại,
Tất nhiên là để đến được lúc đó thì cần phải có thêm thời gian, mọi thứ phải có cơ sở vững chắc, không thể đốt cháy giai đoạn cùng với làn sóng đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Vào đầu năm thì Mitsubishi là một trong những tập đoàn công nghiệp nặng hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị, máy móc tổng hợp với những sản phẩm và dịch vụ có độ uy tín cao. Đến nay thì họ đã cung ứng khoảng 500 mặt hàng ra thị trường trên nhiều lĩnh vực đa dạng, từ hệ thống phát điện, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo cho đến máy bay, tên lửa vũ trụ và hàng hải. Hiện thì Mitsubishi đang có hai cơ sở tại Việt Nam, đó là công ty tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên lắp ráp, vận hành thiết bị phát điện và công ty tại Hà Nội với ngành nghề chính là lắp ráp linh kiện cho máy bay tư nhân. Cách đây 5 năm, Mitsubishi đã phối hợp với Đại học Bách Khoa và Đại học Điện lực để xây dựng và mở các khóa đào tạo liên quan đến điện hạt nhân và công nghệ hàng không. Tập đoàn tỏ mong muốn trong tương lai gần, Việt Nam sẽ trở thành đối tác tiềm năng trong việc ứng dụng vệ tinh và phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Ngoài lĩnh vực thương mại thì Mitsubishi còn được biết đến với vai trò là nhà cung cấp vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự hàng đầu cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Có thể kể ra đây vài sản phẩm như máy bay chiến đấu F-2, tàu khu trục Aegis Congo, Atago hay là tên lửa đánh chặn. Với việc tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi đang tập trung nguồn lực để đầu tư sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là một trọng điểm. Chúng ta cần nhanh chóng tận dụng cơ hội để nắm bắt những công nghệ tiên tiến của bạn. Nếu như thành công thì Việt Nam sẽ có được lợi ích vô cùng to lớn. Trước mắt là để phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, trong khi xa hơn nữa là đặt nền móng, chuẩn bị cho một ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại tại ở tương lai. Các bạn thân mến, thì qua video ngày hôm nay, các bạn cũng có thể nhận thấy tên lửa đạn đạo là một loại vũ khí rất đáng được chú ý tại nước ta. Trong những năm tới thì với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, cùng với sự đầu tư từ các nước lớn trên thế giới, nước ta đang có rất nhiều cơ hội để có thể tiếp nhận những công nghệ tên lửa. Cùng với đó thì nước ta cũng luôn chủ động tự mình nghiên cứu có thể dần bắt kịp với các quốc gia lớn. Nhiều vũ khí khí tài quân sự Việt Nam hướng đến xuất khẩu. Tuy nhiên, với việc là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo Skun, cho phép Việt Nam củng cố uy thế dẫn đầu khu vực về sức mạnh quân sự, đặc biệt là khả năng triển khai tấn công tầm xa phủ đầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp của Tin Mới 24 giờ.